vị, đây là bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày thứ Bảy, 25 tháng 3. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý 1 năm nay, cả nước thu hút được 7,71 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài FDI, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn là 6,54 tỷ đô la Mỹ. Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 343,69 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 296,8 triệu đô la Mỹ. Có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong quý 1, trong đó Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 3,74 tỷ đô la Mỹ. Singapore đứng thứ hai với 910 triệu đô la Mỹ, Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với 823,6 triệu đô la Mỹ. Trong 3 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh thành phố, trong đó Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất, tiếp theo là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Lũy kế đến ngày 20 tháng 3 năm 2017, cả nước có 23.071 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 300 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi họp với các bộ ngành bàn về việc triển khai thực hiện gói tín dụng 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngành ngân hàng thương mại để cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao ngân hàng nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện gói tín dụng này theo chỉ đạo của Thủ tướng để cho vay lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đối với những dự án hiệu quả, xem xét cho ngân hàng tham gia chương trình được loại trừ dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, linh hoạt trong quy định dự trữ bắt buộc để có thêm nguồn lực. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5 đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay. Các ngân hàng thương mại để mạnh truyền thông quảng cáo chương trình tín dụng này để tạo điều kiện tiếp cận công khai, minh bạch tới các đối tượng vay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng được yêu cầu sớm chủ trì phối hợp với các địa phương quy hoạch khu vùng nông nghiệp công nghệ cao quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm quy hoạch phát triển cây trồng vật nuôi trên địa bàn tin tưởng lĩnh vực này không rủi ro lớn phó thủ tướng cũng giao ngân hàng nhà nước nghiên cứu việc mở rộng phạm vi tài sản đảm bảo trong lĩnh vực vây vốn nông nghiệp công nghệ cao thế chấp bằng phương án kinh doanh hiệu quả tài sản hình thành qua quá trình đầu tư hay cho vay tính chấp để hỗ trợ các ngân hàng bộ tài chính sớm hoàn thiện dự thảo nghị định của chính phủ về bảo vệ nông nghiệp để ban hành trong thời gian sớm nhất không thể trì hoãn thêm Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, một số nhà đầu tư đã đề xuất với Sở Xây dựng nhà đậu xe cao tầng dạng lắp kép tại chín bệnh viện trên địa bàn thành phố để đáp ứng nhu cầu đậu xe đang thiếu trầm trọng, đặc biệt là ở các khu trung tâm. Chín bệnh viện được đề xuất xây nhà đậu xe cao tầng gồm: Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Gia Liễu, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhật Đế, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu các nhà đầu tư đã đề xuất hai mô hình. Thứ nhất là mô hình nhà đậu xe thông minh, có nghĩa là chủ xe chỉ cần vào lấy thẻ, sau đó thiết bị sẽ tự động xếp chỗ đậu. Mô hình thứ hai là nhà đậu xe bán thông minh, khi vào bãi chủ xe chỉ cần lấy thẻ và hệ thống tự động chỉ chỗ trống để người gửi đồ xe. Do mới chỉ là đề xuất ban đầu nên Sở Giao thông Vận tải cho biết đã đề nghị các nhà đầu tư hoàn chỉnh đề xuất trong tháng 4 năm 2017 để trình cơ quan chức năng cũng liên quan đến việc xây dựng các bãi đầu xe mới đây chính quyền thành phố hồ chí minh đã họp bàn việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi đầu xe lãnh đạo thành phố yêu cầu sở phải tìm hiểu thêm về nhiều vị trí để xây dựng bãi đầu xe ngầm ra soát lại các dự án xây bãi đầu xe ngầm ở khu vực trung tâm chấm dứt đầu tư với nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai dự án chuyển qua mời nhà đầu tư khác vụ bê bối thịt bẩn ở brazil được coi là một trong những vụ bê bối về vệ sinh an toàn thực phẩm lớn nhất trong lịch sử thương mại hiện tại thì tất cả những nước nhập khẩu thịt chính từ brazil đã cấm nhập khẩu thịt từ nước này ngay sau khi các thông tin từ cơ quan điều tra Brazil về bê bối thịt bẩn vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, Việt Nam cũng đã khẩn cấp đưa ra lệnh cấm nhập thịt từ Brazil vào thị trường Việt Nam. Bê bối thịt bẩn của Brazil cũng là một trong những bài học đắt giá nhất đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu thịt ở tất cả các nước liên quan tới yếu tố an toàn thực phẩm. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về diễn biến và tác động của vụ bê bối thịt bẩn này. Ngày 18 tháng 3, các cơ quan điều tra của Brazil đã vào cuộc điều tra những công ty đóng gói và sản xuất thịt do họ phát hiện những sai phạm trong quá trình đóng gói thịt mất vệ sinh, chẳng hạn như quá trình đóng gói thịt đã bị ôi thiêu. Thêm vào đó, sau khi tiến hành kiểm tra trên những chuyến hàng xuất khẩu, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở thành độc trong những sản phẩm thịt đóng gói. Theo cơ quan điều tra, hàng loạt những công ty sản xuất thịt lớn của Brazil bị cáo buộc bán thịt hư thối trong nhiều năm, ngay sau đó, hơn 1.000 cảnh sát đã được điều động để điều tra tổng số 194 cơ sở và nhà máy chế biến sản xuất thịt trên toàn Brazil. Kết quả là chỉ có 21 cơ sở trong số 4.837 nhà máy ở Brazil đối mặt với các cáo buộc vi phạm và chỉ 6 trong số 21 cơ sở đã xuất khẩu thịt trong 60 ngày qua. Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Brazil, kim ngạch xuất khẩu thịt của Brazil đã đánh mất 74.000 đô la Mỹ vào hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 3. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thịt đã giảm 99,9%, Điều này có nghĩa là công nghiệp xuất khẩu thịt hiện tại của Brazil đã gần như đóng băng. Brazil là nhà xuất khẩu thịt chủ lực của nhiều nước trên thế giới, từ châu Âu tới châu Mỹ, châu Á, trong đó có cả Việt Nam, với hai loại thịt chính là thịt bò và thịt gà. Theo như bản đồ thống kê từ ABBA, những thị trường nhập khẩu thịt chính với sản lượng lớn của Brazil bao gồm Liên minh châu Âu EU, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông. Hiện tại, các nước này đã lên tiếng và ra quyết định cấm nhập khẩu thịt của Brazil Thậm chí, phía Trung Quốc còn yêu cầu chính phủ Brazil có những biện pháp xử lý thật nghiêm đối với những công ty vi phạm luật này. Trong buổi họp báo ngày thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết. Chính phủ Trung Quốc đặc biệt lo ngại về vấn đề liên quan đến chất lượng thịt nhập khẩu từ Brazil. Năm 2016, Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt bò Brazil lớn thứ ba trên thế giới. Trước đó, vị trí này thuộc về Liên minh châu Âu EU. Nhật Bản cũng ngay lập tức đưa ra thông báo ngưng nhập thịt từ Brazil. Thị trường Nhật Bản nhập trung bình 430.000 tấn thịt hàng năm từ Brazil, Tuy nhiên, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết, việc ngưng nhập khẩu thịt từ Brazil chỉ ảnh hưởng tới 8.900 tấn thịt. Bộ Công Thương cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt với trị giá kim ngạch đạt 12,8 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Việt Nam. Thịt nhập khẩu từ Brazil về Việt Nam gồm nhiều loại thịt như thịt gà, heo, trâu, bò, vân vân. Trong đó nhiều nhất là thịt gà với gần 1.800 tấn, trị giá hơn 2,2 triệu đô la Mỹ. Brazil là thị trường nhập khẩu gà lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau gà Mỹ. Theo số liệu từ Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các nhà nhập khẩu, trung bình mỗi tháng Việt Nam nhập khoảng 3 container thịt bò từ Brazil, tương đương 45 tấn. Sản phẩm đến từ Brazil chủ yếu là bắp bò với giá bán sỉ là 160.000 đồng 1 kg, loại thùng 20 kg. Ngày hôm nay, báo cáo của các cơ quan thú y cửa khẩu cho đến hiện tại không có bất kỳ lô hàng thịt nào có nguồn gốc từ các đơn vị này nhập khẩu vào Việt Nam. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ chế biến thịt của Brazil đang bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Cục Thú y cũng khuyến cáo người dân cần chú ý khi lựa chọn các loại thịt, mọi người nên tới những cơ sở siêu thị có uy tín để mua thịt. Hiện tại, phía chính quyền Brazil đang nỗ lực điều tra cũng như có những biện pháp mạnh mẽ nhằm củng cố niềm tin của người dân và đảm bảo cứu vớt ngành công nghiệp trị giá 12 tỷ đô la Mỹ của nước này. Mức độ an ninh mà chúng tôi có và những gì mọi người đang thấy ở đây chính là xóa bỏ tất cả quy trình sản xuất thịt da cầm, bò và lợn đang được sản xuất. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng về quá trình điều tra hiện tại. Trong thời điểm hiện tại, Việt Nam cùng các nước khác trên thế giới đã tạm ngưng tất cả những đơn hàng và chuyến hàng nhập khẩu thịt từ Brazil nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị, như vậy thì đà tăng vẫn tiếp tục duy trì vững chắc trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 720 điểm với tâm lý hưng phấn của toàn bộ nhà đầu tư. Thị trường tiếp tục diễn biến tích cực vào đầu phiên giao dịch, chỉ số VN Index vượt mốc 720 điểm khá dễ dàng. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó đà tăng này có phần bị thu hẹp trước động thái chốt lời của không ít nhà đầu tư. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vinamilk, Gas, Bảo Việt vẫn đang hỗ trợ tốt cho xu thế tăng của thị trường. Chuyển sang phiên chiều, sắc xanh của chỉ số vẫn được duy trì vững chắc, Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục vai trò là một trụ đỡ mạnh cho thị trường. Hoạt động giao dịch diễn ra khá sôi động khi VN-Index liên tục giữ trên mốc 720 điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí, dẫn đầu là GAS, đồng loạt tăng bất chấp việc giá dầu vẫn dưới mốc 50 đô la Mỹ một thùng. Khép phiên, chỉ số sàn HOSE tăng 0,36% lên mốc 722,14 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tương đương gần 215 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc xanh cũng tràn ngập trên sàn Hà Nội trong suốt phiên giao dịch, đã tăng mạnh dần về cuối phiên trong tâm lý tích cực của nhà đầu tư cổ phiếu của ngân hàng ACB đã lấy lại phong độ và là trụ cột vững chắc cho sàn này. Chốt phiên, HN Index tăng 1,64%, đạt 91,37 điểm. Khối lượng giao dịch sắp xỉ 69 triệu đơn vị, ứng với trên 740 tỷ đồng. Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để được cập nhật các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lập trang Facebook cho người bán hàng rong kinh doanh qua mạng. Hiệp hội du lịch tung chương trình kích cầu du lịch giá rẻ.